Xin chào các bạn. Đây là phần thứ ba của cuộc phỏng vấn với anh Đi Nguyễn và chị Dung. Thế nào định nghĩa chính xác được chữ thành công? Theo tôi thì thành công phải bao gồm nhiều thứ. Mình phải có một lối sống lý tưởng như những giấc mơ mình đã vẽ ra, có thì giờ và sự tự do để làm những việc mình yêu thích, không lo lắng nhiều về tài chính hoặc chúi đầu vào làm những công việc mình không yêu thích. Thành công cũng có nghĩa là mình phải có một gia đình hạnh phúc, vợ chồng kính nể và yêu nhau. Có nhiều người có tiền nhưng gia đình thì tan vỡ, con cái bị bỏ rơi. Còn có người thì suốt cuộc đời quần quật làm việc mà không có thời giờ để tận hưởng những cuộc sống của họ. Ngày và đêm cặm cụi vui mài với những công việc nhàm chán. Như vậy thì chắc bạn nghĩ rằng cuộc sống vẹn toàn chỉ là một giấc mơ, không có thể nào được, phải không? Cũng vì tin như vậy, cho nên chỉ có 3% trên thế giới đã được thật sự thành công, còn lại đa số thì phải chịu những cảnh thiếu thốn và thiệt thòi. Nếu có một định luật của vũ trụ khẳng định được rằng bất cứ ai cũng có thể đạt được tất cả những gì mình muốn, nhưng phải đòi hỏi những điều kiện sử dụng trí óc và lòng tin của chính mình, bạn cũng cần nên biết đến định luật đó, phải không? Bao nhiêu sách đã được viết ra nhưng có trường học nào dạy cho ta về chủ đề này? Có trường nào dạy cho ta về thành công, hạnh phúc và giàu sang? Như vậy, bổn phận đầu tiên của bạn là phải tìm tòi và học hỏi cho mình, phải biết được ý nghĩa của sự thành công là gì. Bởi vậy, tôi muốn chứng minh với mọi người về những lý thuyết của tôi đã viết trong cuốn sách bằng cách tìm đến những người thành công để nghe những ý nghĩa của họ như thế nào. Phải chăng họ đã biết cách áp dụng luật thiên nhiên và luật thu hút? Phải chăng họ đã biết lèo lái con thuyền trong cuộc sống của họ để trôi chảy một cách êm xuôi và thuận buồm xuôi gió? Xin các bạn lắng nghe buổi đàm thoại với vợ chồng anh Điên và chị Dung. Chào chị Dung, nãy giờ đã nói chuyện rất nhiều với anh Điên, thì bây giờ câu hỏi này dành cho chị Dung. Xin chị cho biết thêm bí quyết của chị qua sự suy nghĩ của người phụ nữ. Chị đóng vai trò gì trong công việc thành công của chồng mình, và bằng cách nào chị vẫn giữ được nếp sống đảm đang của một người phụ nữ trong gia đình? Dạ, chào chị Xuân, rất là vui hôm nay nói chuyện với chị Xuân. Theo Dung nghĩ đó, Dung ra nước ngoài từ năm 18 tuổi là cũng gần 40 năm rồi. Nhưng mà Dung đã sống 14 năm ở bên Pháp, và cái thời gian còn lại thì Dung sống bên Mỹ. Nhưng mà trong cái suy nghĩ, cái tâm hồn của Dung đó, thì Dung vẫn còn giữ cái nét văn hóa của người Việt Nam. Đối với Dung, Dung nghĩ là một người phụ nữ khi mà có chồng đó, là mình phải giống như mình phải sống cho chồng, sống cho con. Nhưng Dung cũng có thêm một cái, Dung cũng đi theo một cái văn minh của phương Tây, tức là mình cũng phải sống cho mình. Thành ra Dung nghĩ là một người phụ nữ giống như bây giờ sống trong cái thời đại này, thì Dung nghĩ mình phải kết hợp cả văn hóa Đông lẫn Tây, tức là những cái nào hay thì mình chọn lựa. Đối với Dung, Dung nghĩ là một người phụ nữ khi mà mình có chồng đó, mình vẫn giữ cái nền nếp, tức là mình ở trong nhà mình vẫn là một người hậu phương vững chắc của chồng, chăm lo cho chồng, giống như chăm sóc cho chồng cũng như chăm lo cho con. Nhưng ngược lại, mình cũng phải, khi mà mình ra ngoài đường đó, thì mình cũng phải là một cái người phụ nữ hiện đại, và mình sẽ là một người đồng hành lý tưởng với chồng của mình. Dung nghĩ vợ chồng, nếu mà mình muốn giữ hạnh phúc lâu dài đó, thì mình phải là một người vợ, một người bạn và một người đồng hành trong bất cứ mọi lĩnh vực gì. Và mình nên tự tin khi mà mình đóng góp cái công sức của mình trong cái công việc của chồng, xây dựng sự nghiệp đó, thì cái đó là cái chất keo để nó kết nối vợ chồng một cách hữu hiệu nhất, và nó sẽ đem lại hạnh phúc và cái sự thành công. Đó là cái sự thành công của mình cũng như của gia đình mình. Dạ, cảm ơn chị. Câu thứ hai nữa là nhìn chị thì qua cái lối sống của chị thì chị rất là tự tin. Và trong cuốn sách của Thanh Xuân thì viết về giàu sang, hạnh phúc và thành công, thì những cái điều kiện này đều có thể hiện qua cuộc sống của chị rồi, tức là chị có cả thành công, giàu sang và hạnh phúc. Nhưng chị có những cái lời khuyên hay là những cái ý nghĩa gì để mà chị có thể cho những người phụ nữ
người ta biết về vấn đề tại bằng cách nào họ có thể tạo nên niềm tự tin giống như chị, và cái lối sống thế nào để họ có thể giống như chị. Dạ cảm ơn chị. Dung nghĩ dạ chị nói đúng, Dung rất là tự tin. Và Dung nghĩ mình, người phụ nữ sống trong cái thời buổi này đó, mình cần phải có cái sự tự tin. Và tức là mình tin vào chính mình tin vào cái bản lĩnh của mình. Từ nhỏ đó, Dung nhớ từ nhỏ, từ hồi Dung còn đi học trung học, cứ ước mơ là một ngày nào đó Dung sẽ sống một cuộc đời, mà tức là mình chọn lựa cái cuộc đời của mình và mình làm tất cả bằng cái sức lực của mình để mình tiến tới một cái mục tiêu thành công nào đó trong cái cuộc đời của mình. Thành ra Dung lúc nào Dung cũng quan điểm đó. Trong cái cuộc đời đó Dung nghĩ mình cần phải có cái sự tự tin trong bất cứ cái việc gì của mình, trong bất cứ cái chọn lựa nào của mình. Và đối với Dung đó, nếu mà Dung nghĩ đây là một cái lời nhắn nhủ cho những chị em phụ nữ, nếu mà mình cảm thấy thiếu tự tin đó, thì mình cần phải nhìn lại và mình tìm hiểu. Dung nghĩ là nên tìm hiểu mình có một cái giống như một cái mục tiêu cho cái cuộc sống của mình, của cuộc đời của mình. Và mình ngồi mình nghĩ lại, nếu mà mình muốn đạt cái mục tiêu đó thì mình phải làm gì. Dung nghĩ là Dung nghĩ là nếu mà mình thiếu cái sự tự tin đó, thì cái sự thành công của mình nếu có nó sẽ không có trọn vẹn. Là tại vì thành công đối với Dung nghĩ là thành công không phải chỉ về vấn đề tiền bạc, mà về cái gia đình của mình có một gia đình hạnh phúc, vợ chồng sống hạnh phúc với nhau, mình có con cái biết thương yêu, sống với cha mẹ, mình có những người anh chị em cộng sự với mình thương yêu mình và tin tưởng vào mình. Đó là cái sự thành công của mình. Và Dung nghĩ sự thành công nó không phải đo bằng cái sự tiền bạc, mà nó đo bằng những cái gì mà những người xung quanh nghĩ về mình. Thành ra các chị phụ nữ nên cho mình một cái sự tự tin và nên đặt một cái mục tiêu cho cuộc đời mình. Và mình phải làm một cái gì tốt nhất để mình có thể mình đạt được cái mục tiêu đó. Đó là cái sự thành công trong cái cuộc sống, trong cái gia đình nhỏ của mình và cái gia đình lớn, tức là mình và những người xung quanh, đang những người đối tác của mình cũng như những người xung quanh mình làm việc chung với mình. Dạ cảm ơn chị. Trong cái cuộc sống của người phụ nữ, nhất là người phụ nữ Việt Nam, thì phong tục cổ xưa thường hay là giữ người phụ nữ trong bốn bức tường. Thì trong cái cuộc hành trình về New Skin của chị với anh Dean, hai người đều đồng hành với nhau, và chị có thể cho biết là bắt đầu từ lúc nào mà chị có thể tìm được một cái sự lý thú trong cái cuộc hành trình này, và trước khi chị bắt đầu cái cuộc hành trình này thì chị làm về nghề gì? Giống như Dung nói là từ nhỏ, lúc Dung qua bên Pháp 18 tuổi là Dung đã tự lập, tức là Dung sống một mình, không có gia đình, không một người thân. Dung phải tự lập và Dung nghĩ là cái cuộc đời của mình đó, mình sẽ đi lên bằng chính cái bản lĩnh của mình và cái sự tự tin của mình. Mình phải vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào, và mình phải biết cái mục tiêu, cái cuộc sống của mình là cái gì. Thành ra giống như bây giờ cũng vậy, Dung có gia đình và Dung đến với giống như là trong khi mà Dung có gia đình đó, Dung nghĩ một người phụ nữ dĩ nhiên khi mà mình về nhà, mình phải là một người vợ và một người mẹ đúng nghĩa, tức là mình phải chăm sóc cho chồng. Đối với Dung, Dung không biết làm sao, Dung thấy cái thí dụ có nhiều người giống như là mình nấu cơm xong thì chồng ăn phải rửa chén, nhưng mà đối với Dung đó, Dung vẫn giữ cái văn hóa, tức là những cái việc đó là việc của Dung, việc của một người vợ, và Dung không chấp nhận. Dung thấy Dung ngồi đó để cho chồng Dung đứng rửa chén, đại khái như vậy đó. Đó là cái cuộc sống ở trong bốn bức tường trong cái ngôi nhà của Dung. Nhưng mà khi mà Dung ra ngoài, Dung muốn chồng Dung phải là hãnh diện, là mình có một người bạn đồng hành trong bất cứ con đường nào, trong bất cứ lĩnh vực nào. Thành ra Dung cũng cố gắng, Dung trao dồi, và cũng như là Dung cố gắng bằng mọi cái có thể để cho cái người chồng của mình có thể ra ngoài giới thiệu về mình một cách hãnh diện. Và Dung nghĩ đó là cái mà cách mình giữ cái hạnh phúc của mình tốt nhất. Thành ra đối với Dung, tất cả mọi chuyện
chồng của Dung làm đó, người chồng của mình làm thì mình nên đồng hành và mình nên giống như support chồng, và mình làm những cái gì tốt nhất có thể để mà cả hai vợ chồng cùng giống như là cùng nhau thành công trong mọi lĩnh vực. Đúng rồi đó chị, bởi vì chúng ta sống ở trên thế gian này đó, thì không ai có thể phủ nhận được là ai cũng phải có một cái ước mơ sang giàu hạnh phúc. Nhưng mà tìm được cái đó hay không thì rất là khó. Bởi vậy, chính vì vậy cũng nhờ những sự liên kết, những sự chia sẻ của tất cả những người mà trong mọi môi trường khác nhau đã từng đi qua những cái giai đoạn trong cuộc sống mà để đạt được những giấc mơ của mình. Thì cảm ơn chị đã chia sẻ những lời của chị, bởi vì chị đã đạt được tất cả những cái gì mà chị muốn. Và hy vọng những cái lời của chị nói ra sẽ đem lại cho tất cả những người phụ nữ khắp nơi, những người phụ nữ Việt Nam thấy rằng là tất cả những cái gì mình muốn mình đều có thể đạt được, nhưng mà mình phải rèn luyện cho mình một lối cách sống, một lối suy nghĩ, phải không chị? Dạ đúng, dạ. Cảm ơn chị. Dạ.